Trong bối cảnh của mùa giải V-League 2024-2025, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh đã khẳng định vai trò thiết yếu của mình trong đội hình câu lạc bộ Bình Dương vào tối ngày 4 tháng 10 trong trận đấu với thành phố Hồ Chí Minh. Tiến Linh đã thể hiện phong độ xuất sắc khi ghi một bàn thắng và nhường phạt đền cho Colentenem, giúp đội bóng của mình giành chiến thắng ấn tượng 3-0. Kết quả này không chỉ nâng cao tinh thần đội bóng mà còn đưa Bình Dương lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng với tổng cộng 7 điểm sau 4 vòng đấu. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã không ngần ngại ca ngợi Tiến Linh vì tinh thần đồng đội và khả năng dẫn dắt của anh. Ông chia sẻ, Tiến Linh không chỉ là cầu thủ chủ lực mà còn thể hiện tinh thần đồng đội cao khi giúp Nem tìm lại cảm giác ghi bàn. Việc Tiến Linh nhường phạt đền cho Nem thể hiện sự chuyên nghiệp và tôn trọng đồng đội, giúp Nem giải tỏa áp lực tâm lý, mặc dù gặp vấn đề về sức khỏe do đau lưng. Tiến Linh vẫn tiếp tục thể hiện phong độ ổn định và đẳng cấp của mình. Huấn luyện viên Tuấn khẳng định, bàn thắng của Linh hôm nay rất đẳng cấp. Quan trọng không phải là việc có ghi bàn hay không, mà bàn thắng này giúp giải tỏa tâm lý cho Nem. Trong trận ra quân mùa giải, Tiến Linh cũng đã có một màn trình diễn xuất sắc khi lập cú đúp, giúp Bình Dương lội ngược dòng đánh bại Thanh Hóa với tỷ số 2-1. Tổng cộng, anh đã ghi 4 bàn sau 4 vòng đấu. Hiện đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới. Huấn luyện viên Tuấn cho biết, Tiến Linh là trụ cột và đang có phong độ tốt. Tiến Linh không chỉ đóng góp vào thành tích của đội bóng mà còn tạo ra ảnh hưởng lớn đối với tinh thần của các đồng đội. Điều này thể hiện qua việc anh luôn dẫn dắt và động viên các đồng nghiệp, tạo ra một không khí tích cực trong phòng thay đồ. Những thách thức và kỳ vọng từ đội tuyển quốc gia, bên cạnh những thành công tại câu lạc bộ, Tiến Linh còn là một cái tên không thể thiếu trong đội hình đội tuyển quốc gia Việt Nam. Huấn luyện viên Kim Sang Sích hiện đang đối mặt với nhiều thách thức trong việc tìm kiếm những cầu thủ chất lượng cho hàng công, khi hàng loạt cái tên như Phạm Tuấn Hải gặp chấn thương, Nguyễn Văn Tùng và Đinh Thanh Bình không thể hiện được phong độ tốt trong các lần tập trung gần đây. Tiến Linh trở thành niềm hy vọng lớn nhất cho cả câu lạc bộ lẫn đội tuyển. Hiện tại, đội tuyển Việt Nam có 6 tiền đạo gồm Tiến Linh, Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Văn Quyết, Nguyễn Quốc Việt và Bùi Chí Hào. Nhưng không phải tất cả đều có khả năng ra sân ngay từ đầu. Huấn luyện viên Kim Sang Sích thừa nhận, chúng tôi cần nhiều phương án khác nhau để đảm bảo hiệu suất ghi bàn. Tiến Linh là một trong số ít cầu thủ giữ được phong độ ổn định và luôn thể hiện được sự chuyên nghiệp. Tuy nhiên, việc tìm kiếm các phương án thay thế cho Tiến Linh trong tương lai vẫn là một thách thức lớn. Anh có duyên ghi bàn nhưng không phải lúc nào cũng có thể tự mình giải quyết tình huống. Đặc biệt khi các đồng đội như Quang Hải và Quang Đức chưa tìm lại được phong độ tốt nhất. Định hướng phát triển và mục tiêu mùa giải, dù gặp nhiều thách thức, Bình Dương vẫn đang đặt ra những mục tiêu cao trong mùa giải này. Không chỉ tại V-League mà còn ở cấp quốc gia. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm của Tiến Linh và tài năng trẻ trong đội hình sẽ là nền tảng quan trọng để đội bóng đạt được thành công. Huấn luyện viên Tuấn cho biết, mục tiêu của toàn đội Bình Dương là thi đấu tốt trong từng trận đấu, với quyết tâm đạt vị trí cao nhất vào cuối mùa giải. Chúng tôi không ngừng hướng đến những mục tiêu lớn nhất ở mọi đấu trường tham gia. Với việc Tiến Linh đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới và thể hiện phong độ ổn định, anh không chỉ là một ngôi sao trong đội hình mà còn là hình mẫu cho các cầu thủ trẻ trong đội. Tình hình hiện tại đòi hỏi Bình Dương không chỉ phụ thuộc vào những cá nhân xuất sắc mà còn cần một hệ thống chơi bóng đồng bộ và hiệu quả. Huấn luyện viên Kim Sang Sích hiện đang gặp nhiều lo lắng về khả năng ghi bàn của đội tuyển Việt Nam khi hàng công thiếu hụt nhân sự chất lượng. Trong đợt tập trung lần này, ông đã thực hiện nhiều điều chỉnh quan trọng, đặc biệt ở vị trí tiền đạo. Ngoại trừ Phạm Tuấn Hải bị chấn thương, những cầu thủ như Nguyễn Văn Tùng và Đinh Thanh Bình đều bị loại. Sau khi không thể hiện được sự khác biệt trong các lần tập trung trước, một điểm sáng là Nguyễn Xuân Son, Raphaelson đã hoàn tất thủ tục nhập tịch. Nhưng anh vẫn chưa đủ điều kiện thi đấu cho đội tuyển Việt Nam cho đến đầu năm 2025. Hiện tại, đội tuyển có 6 tiền đạo là Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Văn Quyết, Nguyễn Quốc Việt và Bùi Chí Hào. Trong số này, Tiến Linh, Văn Quyết và Văn Toàn là những cái tên dày dạn kinh nghiệm, trong khi Quốc Việt, Đình Bắc và Chí Hào được xem như những tài năng tiềm năng cần phát triển. Dù vậy, không phải tất cả các cầu thủ trong danh sách này đều có khả năng ra sân ngay từ đầu. Việc tìm kiếm phương án mới cho hàng công là một thách thức lớn khi mỗi tiền đạo đều gặp khó khăn riêng. Chẳng hạn, Võ Nguyên Hoàng không có cơ hội thi đấu tại câu lạc bộ Thanh Hóa, Hà Minh Tuấn có phong độ sa sút tại Đà Nẵng. Trong khi Công Phượng vừa trở về sau quãng thời gian không thành công ở Nhật Bản và mới gia nhập Bình Phước, Nguyễn Văn Quyết và Nguyễn Tiến Linh hiện đang là niềm hy vọng lớn nhất cho đội tuyển. Văn Quyết vẫn duy trì phong độ ấn tượng suốt hơn một thập kỷ qua, ghi hai bàn trong V-League 2024-2025 và đóng góp quan trọng giúp câu lạc bộ Hà Nội có 6 điểm. Còn Tiến Linh đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới V-League với 4 bàn thắng, cho thấy khả năng dứt điểm và chọn vị trí tốt.
Mặc dù Tiến Linh là trụ cột quan trọng, việc tìm kiếm những cái tên thay thế cũng không đơn giản. Cầu thủ sinh năm 1997 này có duyên ghi bàn, nhưng cũng không ít lần gặp khó khăn khi phải tự mình giải quyết tình huống. Đặc biệt khi các đồng đội như Quang Hải và Hoàng Đức không có phong độ cao. Rõ ràng, một mình Tiến Linh là không đủ. Ngoài Văn Quyết thể hiện bản lĩnh ở tuổi 34, các cầu thủ còn lại có khả năng ghi bàn thấp. Trong bối cảnh hiện tại, huấn luyện viên Kim Sang-sik cần phải tính toán chiến thuật tối ưu để phát huy khả năng của Tiến Linh và Văn Quyết. Đình Bắc và Văn Toàn sẽ đảm nhận vai trò hỗ trợ từ hành lang biên, với mục tiêu cung cấp đủ bóng để Tiến Linh chuyển hóa thành bàn thắng. Bên cạnh đó, việc đào tạo và phát triển các tiền đạo trẻ vẫn là một nhiệm vụ cấp bách. Vì suốt gần một thập kỷ qua, bóng đá Việt Nam chưa thể tìm ra những tiền đạo mới xuất sắc. Điều này khiến nhiệm vụ của Kim Sang-sik càng trở nên nặng nề, khi ông phải đối mặt với thách thức không chỉ trong thời điểm hiện tại mà còn trong tương lai. Nguyễn Tiến Linh đã chứng tỏ vị trí thiết yếu của mình trong đội hình Bình Dương, ngay trong trận mở màn mùa giải V-League 2024-2025. Trong cuộc đối đầu với Thanh Hóa, diễn ra trên sân khách, chân sút sinh năm 1997 đã tỏa sáng, giúp đội nhà ngược dòng giành chiến thắng 2-1. Tiến Linh không chỉ ghi bàn quan trọng mà còn thể hiện khả năng dẫn dắt, thể hiện đẳng cấp của mình trong vai trò đội trưởng. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định niềm tin của ông dành cho Tiến Linh là hoàn toàn có cơ sở. V-League có 26 trận, đây mới chỉ là trận đầu. Câu lạc bộ Bình Dương tôn trọng mọi đối thủ và chúng tôi hiểu rằng còn rất nhiều thử thách phía trước. Chiến thắng ở trận đầu tiên chỉ là động lực, chưa phải là thành công lớn. Tiến Linh, với khả năng tạo ra sự khác biệt, là một trong những cầu thủ nổi bật nhất trong đội hình. Dù chỉ mới một trận đấu, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn nhấn mạnh rằng nó chưa phản ánh toàn diện sức mạnh của câu lạc bộ Bình Dương. Lần gần nhất Tiến Linh ghi nhiều bàn thắng tại V-League là mùa giải 2018, khi anh có 15 bàn và là chân sút nổi xuất sắc nhất. Thời điểm đó, Bình Dương đang trong giai đoạn khát khao chinh phục danh hiệu dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Trần Minh Chiến. Năm nay, Bình Dương cũng đang thể hiện tham vọng tương tự. Với sự hỗ trợ từ nhiều đồng đội chất lượng, Tiến Linh đang có phong độ cao và là một ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu vua phá lưới. Mục tiêu của toàn đội Bình Dương là thi đấu tốt trong từng trận đấu, với quyết tâm đạt vị trí cao nhất vào cuối mùa giải. Chúng tôi không ngừng hướng đến những mục tiêu lớn nhất ở mọi đấu trường tham gia, bao gồm V-League và cúp quốc gia. Tiến Linh chia sẻ về tham vọng của đội, sự kết hợp giữa kinh nghiệm của Tiến Linh và tài năng trẻ trong đội hình sẽ là nền tảng quan trọng để Bình Dương hướng tới thành công trong mùa giải này. Không chỉ chuyên môn tốt, chân sút 26 tuổi cũng ghi điểm với khán giả nhà trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 bằng nhiều hành động thiện nguyện đầy nhân văn. Cuối tháng 1 năm 2023, khi biết tin đàn em đồng nghiệp Trần Ngọc Dũng, cựu cầu thủ Sông Lam Nghệ An bị trung tâm thất trong trận đấu vừa ở Nhật Bản và cần số tiền lớn hơn 3 tỷ đồng để điều trị, Tiến Linh nhanh chóng quyên góp, kêu gọi giúp đỡ. Bên cạnh đó, tận dụng thời gian nghỉ, Tiến Linh cũng có mặt tại một địa điểm bếp ăn không đồng phục vụ các bệnh nhân, thân dân nuôi bệnh gần bệnh viện Bạch Mai. Tại đây, tiền đạo sinh năm 1997 đã hỗ trợ kinh phí 6 tháng thuê nhà làm địa điểm, bếp nấu ăn và 1 tấn gạo mỗi tháng. Cùng thời điểm, Nguyễn Tiến Linh được Bệnh viện Tim Hà Nội tri ân vì những đóng góp thiết thực, đồng hành giúp đỡ nhiều bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn được phẫu thuật, hỗ trợ điều trị bệnh trong năm 2023. Nội dung trong thư cảm ơn được Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Sinh Hiền ký gửi, viết: cùng với sự đồng hành của cầu thủ Nguyễn Tiến Linh, đội tuyển quốc gia bóng đá nam Việt Nam, Bệnh viện Tim Hà Nội đã có một năm 2023 thành công rực rỡ, khi hầu hết các chỉ số khám, phẫu thuật, can thiệp tim mạch đều vượt kế hoạch.